nghệ sĩ Tấn Hoàng, tự ếch của hai lúa lên đời nhập viện vì nhồi máu cơ tim. Sau khi nhập viện, nghệ sĩ Tấn Hoàng được chẩn đoán hở van tim, hở động mạch chủ và quyết định phải đặt stent tại bệnh viện Hà Nội. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tấn Hoàng đăng tải đoạn clip về sức khỏe khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Theo đó, nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết ngày 16 tháng 5, ông bị nhồi máu cơ tim vào buổi sáng. May mắn được đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Quân y 110, Bắc Ninh. Sau khi được chuyển đến bệnh viện ở Hà Nội, ông được làm kiểm tra và được bác sĩ chẩn đoán hở van tim, hở động mạch chủ và quyết định phải đặt stent. Nam nghệ sĩ cho biết mới vừa được đặt van, đang nằm trong phòng hồi sức để theo dõi tim mạch. Một tay chuyển nước biển, một tay được đo nhịp tim và băng bó. Tại thời điểm quay clip là lúc 2 giờ sáng, nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết bác sĩ nói đưa ông lên phòng an dưỡng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ được về. Nam nghệ sĩ vui mừng vì còn được hát, đóng phim phục vụ khán giả. Trên giường bệnh, nam nghệ sĩ hài hước trấn an người hâm mộ, qua cơn nguy kịch rồi, tưởng chết mà chưa chết. Năm nay 5 tuổi nè, con mèo và Tấn Hoàng cũng tuổi mèo. Năm nay 60 tuổi rồi, lục tuần đó bà con. Qua cơn nguy kịch rồi nên không sao đâu, vài bữa nữa Tấn Hoàng về rồi hát cho bà con nghe. Nhiều khán giả để lại lời động viên sức khỏe đến nghệ sĩ hài, mong ông sớm bình phục trở lại với công việc. Nghệ sĩ Tấn Hoàng sinh năm 1963, trong gia đình giàu có ở thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên, Tấn Hoàng lại từ bỏ cuộc sống trong nhung lụa, trốn cha mẹ theo gánh hát cải lương khi mới 17 tuổi. Tấn Hoàng là nghệ sĩ quen mặt với khán giả những năm 90 qua các vai diễn hài hước, mang lại tiếng cười cho mọi người. Ông từng tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, nơi ghi dấu ấn diễn xuất của các nghệ sĩ như Lê Vũ Cầu, Kim Ngọc, Hoàng Lan, Minh Phượng, Duy Phương, Nguyễn Xanh, Bạch Long, Hồng Vân, Phi Phụng. Ông thường xuyên đóng các phim truyền hình và tham gia chương trình Tình Bolero 2016. Hơn 30 năm theo nghề, Tấn Hoàng vẫn đam mê cháy bỏng dù trải qua cảnh thiếu thốn. Nghệ sĩ thường xuyên đi diễn ở các sân khấu kịch. Vợ lớn hơn ông 2 tuổi, từng là hàng xóm và tới nay cả hai đã có hơn 35 năm chung sống và hai con.